Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần nhiều biến động. Giá vàng đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng vào phiên ngày hôm thứ Năm. Tuy nhiên, vào phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng đã lao dốc không phanh, bay sạch thành quả tăng giá và về sát ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, giá vàng đã sụt giảm mạnh cùng chiều với thị trường vàng thế giới, cho thấy một thị trường bán tháo mạnh khi giá vàng đạt ở mức cao. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 niêm yết là hai chiều mua bán cao nhất tại 55.550.000 đồng một lượng và 56.550.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.020.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 700.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66.400.000 đồng một lượng và 67.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66.350.000 đồng một lượng và 67.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 600 cho đến 650.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.450.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 67.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 550.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.350.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66.550.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66.380.000 đồng một lượng, chiều bán 66.980.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.450.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.567.000 đồng một lượng đến 55.550.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.567.000 đồng một lượng đến 56.550.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank.
Thưa các bạn, thị trường vàng trong tuần vừa qua tương đối sôi động sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng vào phiên ngày hôm thứ Năm. Kim loại quý này đã mất đi tất cả các mức tăng hàng tuần vào phiên ngày hôm thứ Sáu và giảm gần 40 đô la Mỹ một ounce trong ngày. Ở cấp độ vĩ mô, thị trường vàng đang phản ứng với những tin tức kinh tế tích cực và một số phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo nhà phân tích thị trường cấp cao ông Edward Moza của ODA, ngoài dữ liệu lạm phát mới công bố, các ngân hàng bắt đầu công bố báo cáo doanh thu. Báo cáo của ngân hàng JP Morgan cho thấy mức doanh thu kỷ lục. Trong khi đó, doanh thu của ngân hàng Fargo cũng được đánh giá là khá tốt. Chuyên gia này cho rằng các báo cáo cho thấy nền kinh tế vẫn đang đứng vững. Điều này có thể sẽ khiến cho Fed vẫn giữ lập trường tăng lãi suất tích cực của mình. Đó là lý do tại sao vàng bị bán tháo. Suy nghĩ Fed bằng cách nào đó có thể đạt được hạ cánh mềm đã thúc đẩy hoạt động chốt lời trong phiên giao dịch cuối của tuần qua sau khi vàng chạm mốc 2050 đô la Mỹ một ounce, chỉ cách mức cao kỷ lục rất ít. Ông Moza cho biết quan điểm đó hơi quá lạc quan, nhưng đó là quyết định của thị trường vào lúc này. Chúng tôi đã chuyển từ tập trung vào việc Fed sẽ cắt giảm bao nhiêu vào cuối năm nay sang việc cân nhắc tăng lãi suất vào tháng 6. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng tâm lý diều hâu có thể nhanh chóng tan biến với nhiều dữ liệu vĩ mô khác được công bố. Chính sách tiền tệ hoạt động có độ trễ và với lãnh thổ hạn chế mà chúng ta đang thấy, mọi thứ có thể sẽ sớm bị phá vỡ. Chuyên gia kim loại quý ông Everett Millman của Galileo cho biết, các số liệu mới nhất về chỉ số giá sản xuất cho thấy lạm phát có thể đã đạt đỉnh. Vì thế có khả năng Fed sẽ tạm dừng sau đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 5 tới. Nếu lạm phát giảm và những vấn đề ngân hàng chưa được giải quyết, thì Fed không có nhiều lý do để tiếp tục tăng lãi suất. Ông cho rằng, trong cuộc họp vào ngày 2 và ngày 3 tháng 5 tới, vàng sẽ chỉ có phản ứng nếu thông tin về một đợt cắt giảm lãi suất khẩn cấp hoặc tăng 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, cả hai khả năng đều khó xảy ra. Chiến lược gia kỹ thuật cấp cao ông Michael Boucher của Forex cho biết, mặc dù vàng bị bán tháo, nhưng kim loại quý này vẫn đang duy trì đà tăng dài hạn khi bất ổn vẫn đang tiếp diễn và đồng đô la Mỹ đang dần mất đi vị thế. Ông Boucher dự báo mức hỗ trợ của vàng sẽ là 1.966 đô la Mỹ một ounce. Thông tin được chờ đợi trong tuần này là báo cáo thu nhập của các ngân hàng, bao gồm ngân hàng Goldman Sachs và ngân hàng America. Ông Moza dự đoán các dữ liệu này sẽ cho thấy thị trường vẫn không ổn định và điều đó sẽ có lợi cho vàng. Trong cuộc khảo sát vàng hàng tuần của hãng tin Kikun News trong tuần này, có 23 nhà phân tích trên phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát. Trong số những người tham gia, có 9 nhà phân tích, tương đương với 39% cho biết giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Đồng thời, 6 nhà phân tích, tương ứng với 26% cho biết giá vàng sẽ đi xuống. 8 nhà phân tích còn lại, tương đương với 35% có ý kiến trung lập. Trong khi đó, có 1.347 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường. Trong số này, có 930 người được hỏi, tương đương với 68% cho rằng giá vàng sẽ tăng. 278 người khác, tương ứng với 20% cho biết giá vàng sẽ giảm. Trong khi 156 người còn lại, tương đương với 11% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.